chỗ làm điện năng lượng mặt trời. Đây là thuộc cái về cái gần cái tổ hợp rồi. Bên đây cũng có một chỗ làm năng lượng mặt trời phía bên này. Nói chung là bên khu vực này là chuyên canh làm về năng lượng mặt trời, quý vị nhé. Thì đây giới thiệu cho quý vị sơ qua trước, ở đây có một con đường khoảng 4 mét, toàn cỏ này thôi. Thì ít ít người đi lại cho nên cỏ mọc nhiều. Nhưng mà đường này có hiển thị trên bản đồ quý vị nhé. Nếu quý vị mua cái lô đất này để làm năng lượng mặt trời thì cũng ok này. Có thể kéo chung điện ở khu vực này được. Bên kia có bên kia chỗ mấy cái cột cao kia cũng là đang triển khai làm năng lượng mặt trời quý vị nhé. Thì đây cùng với tôi đi vào cái phía bên trong để xem cái lô đất này hình thù như nào nhé. À, xin giới thiệu với quý vị, đây là thuộc khu vực xã Bưng Giềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì đây cái con đường mà tôi vừa chỉ cho quý vị xem xong đây nhé, là con đường này nó xuyên không ai đi cho nên cỏ mọc nhiều quá, nó xuyên thẳng ra tới cái đường đá đấy khoảng cỡ 50 mét. Đây là cái lô đất mình phía này, lô đất mình toàn là mì đây, và ăn ngang theo cái hướng chỗ người ta làm sẵn năng lượng mặt trời rồi. Đấy. Toàn cỏ. Đấy là diện tích một mẫu quý vị nhé. Đấy. Thì chỗ này nghe người ta bảo là mình nếu mà có ai nhu cầu làm năng lượng mặt trời á thì vẫn làm được. Vì có thể làm ké theo điện đây. Đấy. Năng lượng mặt trời sát phía bên luôn. À, diện tích là đúng một mẫu quý vị nhé. Giá thì Văn Trung sẽ báo giá cho quý vị luôn ha. Đấy thì đây tôi xin được thông báo cho quý vị biết luôn. Cái mức giá là 1 tỷ 8. Đấy. Nói chung là từ đây mình chạy vào đấy chỉ khoảng 40 mét, 50 mét thì đấy là tới luôn lô đất quý vị nhé. Có thể là xin ké điện bên đây mình làm năng lượng mặt trời là vẫn ok. Đường vô đây thì đường 9 mét, đường đá cấp phối. Đấy quý vị nhu cầu mà xem thấy lô đất này hợp lý thì liên hệ cho tôi. Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.